hy vọng là chúng ta sẽ đông mắt. Dạ. Cho nên vậy, bây giờ chúng ta cùng nhau đón đem băng cổ gặp nhau. Cho nên vậy, một trong những nghệ sĩ năm sau sẽ được đưa vào viện bảo tàng bảo trì lại đó quý vị. Người đẹp gặp nhau. Bây giờ chúng ta cùng nhau đón một nhan sắc thì bằng lên rồi. Người đẹp lưu mây thưa quý vị. Người đẹp quý vị rất thức hoa trong tạo dạ. Chúng ta cùng chào đón một trong những nghệ sĩ duyên dáng lưu mây thưa quý vị. Ngày bây giờ trên sân khấu Thuyết Diệp, gương mặt của cô ấy là một trong những biểu cảm khó hiểu nhất thế giới, không biết đang buồn hay đang vui quý vị nha. Một trong những gương mặt sáng giá Sài Gòn Tân Thời, Hoa hậu Hoàng Vũ Sài Gòn Tân Thời, người đẹp Lucy quý vị, rất dễ thương quý vị. Tân Hoa hậu của chúng ta rất duyên dáng nha. Ngay bây giờ chúng ta cùng chào đón cô giám thị, cô giám khảo ẩn ẩn thưa quý vị. Ngay bây giờ ẩn ẩn hôm nay rất duyên dáng, trong não dài quý vị nha, nhưng điều cùng giáo dục công dân gì đâu quý vị. Ông có cái giếng xui quá vô luôn mà. Dạ. Cái bây giờ chúng ta cùng chào đón cái đẹp bé ba thưa quý vị. Đến quý vị để kiếm được may được chiếc áo dài này. Bé ba đã kết đôi hai cái áo dài bình thường mới được quý vị nha. Chúng ta quay vẫn tung được tà quý vị nha. Nhưng mà cái tà chúng nhất gắt rồi, cái tà lắc luôn. Một trong những nhan sắc hiện tại chưa phân biệt được giới tính, người đẹp Lê Trường thưa quý vị. Đến quý vị chúng ta không biết được là nam hay nữ, bây giờ cặp chân mày rất béo quý vị nha. Quý vị mua giá cẩn thận của chừng lông mày đâm lủng rủa. Chúng ta có chào đón Miss USA, người đẹp Nguyễn Tây. Dạ, xin lỗi quý vị, Trúc Ly em lộn với chứng minh nhân dân. Người đẹp Trúc Ly thưa quý vị. Nghe nói vậy, Trúc Ly đang quá thân được cô Minh Hiếu phiên bản lậu quý vị nha, đeo vàng rất nhiều quý vị ơi. Và tối nay quý anh ăn cướp, quý anh giật đồ vui lòng để ý chừng đó là đồ giả, đừng giật tội nghiệp nha. Chúng ta không vậy đâu. Quay đầu cho sơn này, người đẹp Lan Thiên Huy và Hùng Cường thưa quý vị. Nghe nói vậy, mặc dù anh Hùng Cường không cao nhưng chị Huyền vẫn quyết định chặt đẹp và nó hút một tấc rưỡi quý vị nha. Nếu giờ chúng ta không chào đón Hùng Cường và Lan Thiên Huy. Ngay bây giờ chúng ta không nhìn ngắm lại dàn mỹ nữ Sài Gòn Tân Thời cùng với người đẹp Diễm Huệ. Cái đó quý vị, một trong những nét đẹp rất Việt Nam quý vị nha. Diễm Huệ 1, 2, 3 xây hấp tóc quý vị nha. Tóc giả cho nên không hấp nhiều. Ngay bây giờ chúng ta cùng chào đón những thành viên hết sức xinh đẹp của Sài Gòn Tân Thời sẽ phục vụ cho các tất cả quý vị trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Thay mặt chương trình đại biểu xin đẹp với Sài Gòn Tân Thời gửi đến tất cả quý vị lời chào trân trọng nhất ạ. Dừng một xíu nữa gớm cái số. Rồi, bán vé rồi mẹ má. Dạ, rồi, anh Di Đà Phật ạ. Dạ. Ủa bán vé cho phải bán tủ lạnh đâu mở cái gì mẹ. Rồi, cái đó quý vị và bây giờ dòng lời đầu tiên cho buổi tối ngày hôm nay và đêm sông ca cùng khán giả sẽ được phục vụ bà con cô bác mình. Chúc mừng quý vị cũng sẽ ủng hộ nhiệt tình nha. Và sau 2 ngày và không có livestream thì hôm nay chúng ta đã có livestream lại trên kênh YouTube của Đạo Linh Tân Sài Gòn Tân Thời rồi. Chúc mừng quý vị cũng sẽ đồng hành cùng Sài Gòn Tân Thời. Nếu quý vị không thấy được hãy xe dừng livestream của buổi tối ngày hôm nay đêm sông ca cùng khán giả. Và chúng tôi sẽ có và tiết mục để phục vụ cho tất cả quý vị, đó là những tiết mục sông ca đã được chuẩn bị trước từ những thành viên của Sài Gòn Tân Thời và những quý vị khán giả đã đồng hành cùng Sài Gòn Tân Thời trong suốt thời gian qua. Và hôm nay chúng ta sẽ có một kỷ niệm đẹp với Sài Gòn Tân Thời quý vị nha. Cái micro sẽ không có vấn đề gì đâu. Dạ hết chưa? Alo, chị bé ngồi đây bạn, chị bé ngồi đây bạn. Ngay bây giờ để bắt đầu cho vòng loại đầu tiên em xin mời một khán giả bất kỳ bước lên và hỗ trợ bỏ băng vô lồng cầu giùm em được không ạ? Chúng ta sẽ kiểm tra băng cơ đúng 60 trái băng không để chúng ta bắt đầu game ạ. Dạ, xin mời em trai. Ok, và khi mà em kiểm tra vé thì Lộc sẽ tặng lại cho em một vé vòng loại mở hàng nha. Xin mời em. Rồi, kính thưa quý vị và xin mời quý vị cùng hướng mắt về sân khấu để chúng ta có thể đếm lại 60 trái băng nha. Em bỏ cho đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34 và 35, 36, 37, 38, 39 và 40. Dạ. Rồi. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50.
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, hết hồn ai chỉ được khoảng 60. Trời ơi, hết hồn hết trơn. Rồi 60 con cảm ơn em nha. Ấn, tặng em trai được một vé đi Ấn. Rồi, kính thưa quý vị, và chúng ta sẽ có 60 con banh trong lòng cầu tương ứng với 60 vé mà à lộn, xin lỗi, 60 số trên mỗi là vé mà quý vị đang ủng hộ. Xin mong quý vị cùng xem hồn nhiệt tình. Và sau khi mà bổn đầu bắt đầu kêu con số nào, quý vị vui lòng và dùng tâm sĩ răng eyeliner, tất cả các phương tiện cần thiết cho bóp quý vị móc ra tròn cho con số tương ứng để làm dấu. 4 con trên một hàng ngang là mình trúng thưởng quý vị nha. Và giải thưởng dòng loại đầu tiên chúng tôi không tặng quà, tặng BD quý vị. Và quý vị nhà nào mà chưa có bạn trai, có bạn gái, và hốt ngay một bà BD đem về xài quý vị nha. Nếu mà chúng nhà chúng ta mà bị ăn trộm thường xuyên, đem một bà về là không bao giờ có ăn trộm nữa. Còn quý vị nhà có chuột nhiều quá, hốt ngay người đẹp và Nguyễn Tài, alo, xin lỗi Trúc Ly về nhà quý vị nha, là không có chuột quý vị nha. Dạ. À, hoài. Sao Nguyễn Tài quên, em nói tự nhiên bữa nay trang điểm sao còn tóc nhìn đàn ông quá chị quên đúng không? Đứng cường thế đúng xin lỗi, ai gì được hận, dạ, tóc vẽ đi. Rồi, kính thưa quý vị, chúng ta sẽ lên sơ lược qua quà tặng của dòng loại mở hàng 20 ngàn một vé. Nếu quý vị may mắn nhận được sự trúng thưởng và sự trúng thưởng, chúng ta có cơ hội nhận một nồi cơm điện như quý vị nha, hoặc một cái máy hút bụi trên 1 triệu, một máy đun nước cao cấp, 2 voucher Co-op, một nồi cơm điện, một máy ép trái cây cỡ bự, và đặc biệt một cái phần quà quý vị có thể từ chối hoặc nhận cũng được là một nụ hôn từ thành viên Sài Gòn Tân Thời. Quý vị thích ai cái đè người đó đang hôn, kiểu gì cũng được, Pháp, Ý, Bồ Đào Nha, về chơi thoải mái và hôn xong quay tiếp quý vị nha. Nếu quay tiếp nụ hôn nữa, cứ hôn hôn chừng nào giáp chồng mình về khỏi lấy quà cũng được, càng tốt. Và hoặc là nếu mà chúng ta không có nhận được cái gì hết thì có thể nhận một biết từ mà quý vị từ chối, hàng có sẵn quý vị có thể quy đổi ra phiếu mua quà hàng của cô ấy cũng được quý vị nha, là 1 triệu đồng. Xin mong quý vị cũng sẽ đồng hành cùng Sài Gòn Tân Thời. Chị Sang hết vé chứ chị, nghệ sĩ Siết Sang Sang hết chưa? Dạ, cái đó quý vị, nghệ sĩ Siết Sang Sang, một trong những nghệ sĩ siết đi trên giày cao gót và búa quạt nổi tiếng Việt Nam đó quý vị. Và hôm nay là không có đi siết mà đi hát lô tô nha, ổn chứ chị? Dạ, hết vé. Thế bây giờ câu lời đầu tiên nha, chị là cái quyền cho thoại 500 ngàn, giơ tay chị đã gửi tiền thối lại cho quý vị liền à? Dạ, hồi nãy ai chưa nhận được tiền thối từ người đẹp là cái quyền à? Dạ, thông cảm dân mà. Dạ, rồi quẹo bên đây nhận luôn vậy mà. Rồi cái đó quý vị, và bây giờ dùng lời đầu tiên có biết cho tay bắt sạc bắt đầu dò số lên nhạc vô. Người đẹp Trúc Ly hết vé chưa? Trúc Ly còn 2 vé cuối tay chị mình ơi. Ủng hộ cho người đẹp Trúc Ly nha quý vị mình ơi. Cái nhạc bị nhỏ nha. Mấy chị đi xuống, chị ra mấy, chị ra mấy, chị ra mấy, chị ra. Lăng lặng mà nghe tôi kêu con cờ ra con mấy con mấy. Chị đi xuống, chị ra mấy, chị ra mấy, chị ra mấy, chị ra hết vé chưa nè. Mấy chị ra Trúc Ly còn 2 vé chót. 2 vé cuối tay em rủ chị mang Trúc Ly. Mấy chị đi xuống, chị ra mấy, chị ra mấy, chị ra mấy, chị ra mấy, chị ra. Ai mua sầu riêng, có ai mua sầu riêng, vui lòng đi chỗ khác mua. Em đây không bán sầu riêng, em đây chỉ bán tình duyên. 5 chỗ quen, còn 50 con 5 chuột. Còn 50 nguyên 50, còn 50 nguyên 50 số. Gì đây mấy, gì đây, gì vậy, nói gì? Số gì đây mấy, gì đây, số gì đây. Ly ơi, còn hết vé chưa? Số gì đây mấy, gì đây, mới một con nha quý vị mình ơi. Còn 50 nguyên 50 số gì đây. Tự là tự thủ tướng, bảo kiếm sắc phong lên đàn, vào ra luôn trong tình nhà. Nằm mở cánh mơ màng, anh luôn trong tình nàng. Ôi gan và quần đau ư ư. Còn số tự, còn số tự, còn số vốn. Còn số vốn, còn số vốn. Sẽ gì ra mấy, gì ra, sẽ gì ra mấy, gì ra. Sẽ gì ra mấy, gì ra. Con 14, mấy chị ra mấy chị ra, chị ra có mấy còn mấy chị đây mấy chị đây mấy chị đây. Trong căn nhà hoang dường như có mà hắn nó lún đầu ra làm em mà hết hồn. Con ma đầu đinh thầm răng nó chắc tinh nó lún đầu ra làm em muốn giật mình. Lần đầu em gặp đầu đinh nó cuối tình 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 giọt hơn. Ngày là ngày vừa qua đầu đinh nó với em thơm 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 cuối tình, thơm 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 cuối ở trên một chục tình. 59 còn 59 còn số gì ra? 59 cái giết còn mật không? Hết mật vậy nó buông ngay 5 ngàn. Xin quay này nè. 59 còn số gì ra?
Chúc mừng dữ lắm. Nhưng mà cũng mừng cũng đúng, có nhiều người chơi 2-3 năm vẫn chưa chung nha.